Theo thông báo từ Văn phòng Trung ương Đảng ngày 6 tháng 11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị Bộ Chính trị để xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Nguyên Bí Thư Ban Cán sự Đảng, Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ông Nguyễn Văn Bình đã có những vi phạm khuyết điểm. Cụ thể, ông Bình chịu trách nhiệm người đứng đầu về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản quy định có nội dung không đầy đủ, không đúng nguyên tắc theo quy định của chính phủ, dẫn đến các vi phạm khuyết điểm trong xử lý nợ xấu gây thất thu ngân sách nhà nước. Theo thông cáo, ông Bình cũng vi phạm trong việc ký ban hành nghị quyết đồng ý cho ngân hàng xây dựng vay đặc biệt với lãi suất 0% và không có tài sản đảm bảo. Ông Bình còn chịu trách nhiệm của người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc chấp thuận cho nhóm Thanh Thiên được mua lại cổ phần của Ngân hàng Đại Tín, chấp thuận cho Phạm Công Danh là nhân sự dự kiến thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Xây dựng, không kiểm soát đặc biệt đối với Ngân hàng Xây dựng. Ngoài ra, Ông Bình vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc khi không báo cáo cấp có thẩm quyền cho chủ trương đối với những vấn đề lớn, hệ trọng, không báo cáo đầy đủ và thực hiện không đúng ý kiến chỉ đạo của thủ tướng trong việc mua bắt buộc ba ngân hàng với giá không đồng là vi phạm nguyên tắc thẩm quyền. Đặc biệt, ông Bình đã để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm tại ngân hàng nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, nhiều cá nhân bị xử lý hình sự. Những vi phạm khuyết điểm của ông Nguyễn Văn Bình là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cá nhân. Trong quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Văn Bình đã nhận trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật, thông cáo nêu. Xét bối cảnh tình hình, nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác đóng góp của ông Nguyễn Văn Bình đối với Đảng Nhà nước, căn cứ quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Bình bằng hình thức cảnh cáo.